Tán rừng là một mê cung tạo thành từ các cây và dây leo chẳng chịt. Đây là ngôi nhà hoàn hảo cho một trong những thợ săn đặc biệt nhất của rừng. Nhờ khứu giác cực nhạy, con chồn bạc má nam đã đánh hơi thấy mùi thức ăn ở quanh đây. Nó đang sục sạo khắp nơi để tìm mồi. Chồn bạc má là một trong những loài động vật hiếm gặp và hay lẩn trốn nhất của rừng. Chúng săn mồi chủ yếu về đêm, nhưng thường rời khỏi tổ đi kiếm ăn từ cuối giờ chiều cho tới sáng sớm hôm sau.